Đó là kiến thức cũ mà mình đã học thì mình đã hiểu vì sao mà da của chúng ta không thấm nước, đó là nhờ cái lớp gì? Lớp lipid này đây, và nó được cấu thành bởi gì? Các tế bào hạt. Lớp tiếp theo, lớp sừng bảo vệ, lớp hạt là một hàng rào chống thấm nước. Vậy thì lớp tiếp theo là lớp gì? Nói to lên nào. À, lớp gai, liên kết gai giúp cho da như thế nào? Rồi mời Trinh, bền chắc là như thế nào em? Như thế nào gọi là bền chắc? Chắc là nó giúp cho được hình cái da của mình nó không có bị chảy. Nhất là mình bị bỏng này, nó bị tù cái da của mình đó, thì cái lớp gai này nó sẽ giúp cho da mình nó giữ lại cái hình da của mình. Vậy thì nó là săn chắc đúng không? Bền chắc. Bền chắc khác săn chắc chỗ nào? Săn chắc là nó thuộc về là nó có liên kết collagen, cho nên thì nó gọi là săn chắc. Còn cái này là nó giúp giữ cái nó làm cho cái da của mình nó không có bị giống như là nãy không bị tuột. Dạ, bị tuột á. Ừ, rồi, hiểu vậy là được rồi. Vậy thì bền chắc khác săn chắc ở chỗ nào? Bền chắc là gì? Da của các bạn mà ôm được vào bàn tay như vậy, nó có hình như vậy. À, giống như các bạn mặc một bộ quần áo á mà nó có form là nó ôm chỗ này chỗ kia, đó gọi là gì? Bền chắc. Tức là cái da của các bạn không bị tuột. Ví dụ như mặc cái quần vô mà rộng quá thì nó sao? Tuột. Đúng không? Mặc cái váy rộng quá, ta kêu mặc cái váy đâu mà xung đột à. Vậy thì da của chúng ta là ôm được vào các cơ quan như vậy là nhờ cái liên kết gai. Khi liên kết gai bị tổn thương, da chúng ta sẽ xuất hiện bong bóng nước. Giống như các bạn thấy những người bị phỏng, cái bong bóng nước đó nó nổi lên xong rồi nó sao? Nó vỡ ra thì da của các bạn bị gì? Bị tuột xuống, đúng không? Đó là mất liên kết gai. Cho nên liên kết gai đóng vai trò quan trọng trong việc gì? Giúp da bền chắc. Và bền chắc hoàn toàn khác với săn chắc. Săn chắc là do cái gì? Collagen, elastin và hyaluronic acid phản ánh độ săn chắc của da. Còn bền chắc là nhờ cái gì? Liên kết gai. Hiểu chỗ này chưa? Một lát nữa một bạn mới sẽ đứng dậy trình bày lại 4 lớp sừng, hạt, gai đấy mà chúng ta trình bày nha. Và lớp cuối cùng, chúng ta có mấy hàng tế bào? Vì sao lại có một? Sao không có hai đi? Hai hàng thì nó nhiều tế bào hơn đúng không? Vì sao có một? Vì sao nó lại chỉ có một hàng tế bào mà thôi? Thì chúng ta có mấy mẹ? À, một mẹ đẻ ra chúng ta thôi, được chưa? Tế bào đáy, lớp đáy của chúng ta có chứa hai loại tế bào. Thứ nhất là tế bào gì? Tế bào đáy, và thứ hai là tế bào gì? Tế bào sắc tố. Tế bào sắc tố là tế bào gì? Rồi, mời một bạn bên này đi. Đây, mời mấy bạn bên này. Chị này, chị học xong rồi nè. Thấy đi học mấy lớp rồi nè. Tế bào sắc tố là gì chị? Tế bào sắc tố là tế bào gì? Rồi, không thuộc bài. Người khác đánh dấu vô, tích vô không thuộc bài nha. Em nhớ là chị hai lần rồi đó. Một lần nữa là sẽ không có mặt trong lớp học của em đâu. Rồi, một bạn nào tế bào sắc tố là gì? Giơ tay hay là đợi gọi đây? Ai giơ tay không? Hạnh, Nhấn Thị, nhớ tích lại nha cưng. Chị Ngọc, tế bào sắc tố là gì? Mỹ Ngọc. Nguyên cụm nó đó là phải chừng nha. Rồi, tế bào sắc tố là gì chị? Dạ, tế bào sắc tố là tế bào sản sinh ra hắc sắc tố. À, hắc sắc tố thì melanin. Rồi, đúng, chính xác, mời ngồi xuống. Thế thôi, đúng không? Tế bào sắc tố sản sinh ra cái gì? Hắc sắc tố có lợi hay là có hại? À, sao nó xấu mà nó lại có lợi? À, có công dụng là gì? Melanin bảo vệ da. Khi da chúng ta bị sao? Bị tổn thương, bị mỏng thì lập tức là gì? Melanin nó sẽ sản sinh lên rất nhiều, mục đích là để nó bảo vệ lớp sừng. À, vậy thì tại sao chúng ta phải loại bỏ melanin? À, xấu đúng không? Mất thẩm mỹ. Và vì chúng ta loại bỏ sai cách nhiều quá nên làn da của chúng ta từ từ là gì? Bị phá hủy hết. Còn tế bào đáy có vai trò gì? Tế bào đầu dòng có vai trò gì? À, tế bào gốc sản sinh ra gì? Những cái tế bào mới.
Mà tế bào mới nó sản sinh ra là tế bào gì? Tế bào sừng, tế bào hạt, tế bào gai và tế bào đáy, hiểu chưa? Nó sẽ đẻ ra một tế bào không tên. Phần nào thiếu thì tế bào này sẽ sao? Biệt hóa thành phần đấy. Nên chúng ta hay gọi là gì? Tế bào gốc. Các bạn làm tế bào gốc mà đã bao giờ các bạn hiểu về tế bào gốc đâu? Cứ cái nào mà bỏ trong ống nhỏ nhỏ thì các bạn đều kêu là gì? Tế bào gốc. Các bạn nhớ tế bào gốc là tế bào đầu dòng có chức năng gì? Sinh sản ra thành một tế bào đơn năng, sau đó nó sẽ biệt hóa thành nhiều loại tế bào khác nhau. Tế bào gai bị tổn thương thì nó sẽ biệt hóa thành tế bào gai. Tế bào sừng bị tổn thương thì nó sẽ biệt hóa thành tế bào sừng, hiểu chưa? Vậy thì lớp đáy của chúng ta có vai trò gì? Có vai trò gì nào? Sinh sản. Thứ nhất là nó sẽ sản sinh ra nhiều tế bào mới. Thứ hai, nó sinh ra tế bào sắc tố để làm gì? Bảo vệ da. Phần này mọi người nắm chưa? Thuộc hết rồi đúng không? Thuộc lầu lầu rồi đúng không? Rồi nhắc lại một lần nữa, da của chúng ta bao gồm 3 lớp: thượng bì, trung bì và hạ bì. Ở cái phần làm đẹp của các thẩm mỹ viện hoặc là các spa, chúng ta tập trung chủ yếu vào lớp nào? Thượng bì của chúng ta gồm có 4 lớp. Đầu tiên là sừng, dày hay mỏng? Ở chức năng là bảo vệ. Tiếp theo lớp là lớp chống thấm nước, có tế bào gì? Và lớp gì? Lớp màng lipid ngăn không cho thấm nước. Nếu nước muốn, sản phẩm muốn đi qua lớp hạt thì phải có cái gì? Một là phải mở được tế bào da, hai là phải thực hiện được phản ứng hòa màng. Rồi sau lớp hạt là lớp gai, chức năng giúp da bền chắc. Rồi cuối cùng là lớp chức năng và tế bào gì nữa? À, tế bào sắc tố. Tế bào mới để làm gì? Tế bào mới để bù vào những cái tế bào mà chúng ta bị mất, bị thiếu, hay còn gọi là quá trình biệt hóa của tế bào. Còn tế bào sắc tố sản sinh ra hắc sắc tố mục đích để bảo vệ da. Vậy thì các bạn đã nắm được 4 lớp: sừng, hạt, gai, đáy. Rồi đúng không? Rồi Phương, bạn nào mới không em? Thành chọn mời một bạn mới lên để trình bày lại về 4 cái lớp sừng, hạt, gai, đáy mà chúng ta vừa nói nè. Chỉ một bạn bất kỳ đi, chứ giờ một người mới mà không biết ai đâu. Rồi xin mời bạn, có thể đứng tại chỗ cũng được, trình bày về 4 lớp mà chúng ta vừa học. 4 lớp này nằm ở lớp nào? Dạ em chào thầy và tất cả mọi người. Rồi chào bạn. Về cấu tạo da thì mình có 3 lớp là thượng bì, trung bì và hạ bì. Thì thượng bì là gồm có 4 lớp. Thứ nhất đó là lớp sừng. Rồi có thể nhìn lên bảng để trình bày. Lớp sừng dày hay mỏng? Dạ lớp sừng là dày, có chức năng bảo vệ da. Rồi tiếp. Dạ thứ hai là lớp hạt. Dạ, lớp hạt là gồm có, nó có là hàng rào lipid và có chức năng là không thấm nước. Chống. Dạ chống thấm nước. Dạ. Và lớp thứ ba là lớp lớp gai. Dạ lớp gai. Liên kết gai giúp da sao? Cái này không có chính bản không? Dạ liên kết gai thì giúp da bền chặt. Bền chắc như thế nào? Bền chắc. Dạ bền chắc là da không bị tù. Tức là bền chắc là săn chắc đúng không? Dạ săn chắc khác ạ. À. Vì sao khác? Khác ở chỗ nào? Dạ săn chắc là như hồi nãy thầy nói là săn chắc là do lượng collagen và elastin. Elastin cấu tạo nên. Dạ còn bền chắc là nhờ vào lớp gai ạ. À. Rồi. Dạ. Thì khi nào mà biết là liên kết gai bị tổn thương? Dạ khi da bị nổi những cái bong bóng nước ạ. Rồi. Dạ. Rồi lớp tiếp theo. Dạ và lớp tiếp theo đó là lớp đáy. Thì lớp đáy là gồm có một hàng tế bào. Dạ và tế bào đó là tế bào sản sinh ra melanin. Dạ. Lớp đáy chúng ta có một hàng tế bào. Dạ. Và gồm hai loại tế bào. Thứ nhất là tế bào đáy. Dạ. Hay còn gọi là tế bào đầu dòng, sản sinh ra những gì? Tế bào mới.
tế bào sắc tố sản sinh ra cái gì? Dạ, sản sinh ra hắc sắc tố. Hay còn gọi là gì? Hay còn gọi là melanin. À. Rồi, chức năng? Dạ, chức năng là để bảo vệ da. À, vậy thì tại sao phải loại bỏ melanin trong khi nó bảo vệ da? Dạ, tại vì melanin sản sinh quá nhiều thì nó sẽ làm mất thẩm mỹ. Dạ. Ok chưa? Rồi, cảm ơn bạn. Dạ, em xin nói lại. Rồi, cảm ơn nhiều. Một bạn bên đây, những ánh mắt đầy lo sợ. Rồi, xin mời bé này đi. Ngồi, đây nè. Em á, đeo kính á. Đúng rồi, em á. Sau sau lưng. Áo trắng, áo sơ mi trắng, đeo kính. Rồi. Trình bày lại về 4 lớp mà chúng ta vừa học. Thuộc về 4 lớp chúng ta vừa học, nó thuộc về lớp nào? Lớp phù hợp là tổng về lớp tổng bình. Rồi, mời em trình bày. Tổng bình thì gồm có lớp sừng. Lớp sừng dày hay mỏng? Lớp sừng dày. Ờ, thì chức năng dày để làm gì? Để bảo vệ da. Rồi, tiếp theo, lớp? Lớp hạt. Ừ. Rồi.